Buổi Zoom tối ngày hôm nay của chúng ta đã là một cái liệu trình 21 ngày giảm cân thuận tự nhiên, đốt mỡ cứng, thải mỡ lỏng và tăng cơ. Thì vi xin hỏi tất cả các anh chị ở đây là có ai đang gặp cái tình trạng ví dụ như là đang thừa cân nè. Mọi người comment giúp vi ha. Số 1 đó là đang thừa cân. Số 2 đó là người thì rất là gầy nhưng mà cái vòng eo ngấn mỡ và thậm chí là nó cái size bụng nó rất là lớn. Thứ ba đó là gì ạ? Ai là mẹ bỉm sữa sau sinh nhưng mà muốn lấy lại cái vóc dáng nhưng mà vẫn muốn duy trì được cái lượng sữa, và cái thứ tư đó là muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Mọi người comment với video ạ. Số 1 đó là ai, tất cả các anh chị, có anh chị nào ở trong phòng dung của chúng ta đang có tình trạng là thừa cân. Thứ hai đó là gầy nhưng mà vòng bụng ngấn mỡ. Cái thứ ba là mẹ bỉm sữa sau sinh muốn lấy lại vóc dáng. Thứ tư đó là muốn cơ thể khỏe mạnh săn chắc. Bụng dưới của chị hơi to. Dạ đúng rồi, em cũng mới sinh em bé xong và tay chân của em là xuống cân hết rồi nhưng mà cái bụng vẫn còn hơi to một chút xíu thôi chứ không có to quá. Dạ rồi, cảm ơn mọi người tương tác rất là nhiều. Thì sau cái buổi Zoom này thì em nghĩ là chắc mọi người chỉ cần bỏ ra 21 ngày thôi, mình sẽ có một cái mình sẽ biết được cái cách để mà mình có thể giảm cân thuận tự nhiên và đốt những cái mỡ cứng. Thì em thì xin giới thiệu, em hiện tại là Vivi và đang sống và làm việc tại Huế. Và sau khi em cũng mới học xong một cái chứng chỉ đó là chuyên viên dinh dưỡng. Và sau khi mà mình học xong cái chứng chỉ đó và mình áp dụng được cái công thức ăn của những các anh chị cũng như là những cái người mà đang theo cái chiều hướng là ăn theo Eat Clean đó mọi người, thì em thấy được rằng là khi mà mình ăn theo cái chế độ Eat Clean á, mình ăn theo một cái dĩa mẫu đó là 50% là vitamin, ở dưới 25% là tinh bột và 25% đó là đạm, thì cảm thấy là cơ thể của mình rất là khỏe, kèm theo là sử dụng men vi sinh để cho cái đường ruột của em có thể tốt hơn. Thì sau một tháng mà ăn như vậy á thì bản thân cảm thấy rất rất là khỏe khoắn, và cái kiểu như là lúc trước mà mình sau sinh đó mọi người, cái tình trạng mà mỡ nó bị ngấn ở bụng nó rất là nhiều á, thành ra là mình ăn tuy là mình ăn ít nhưng mà cái bụng của mình nó rất là to. Cho nên là bây giờ sau cái buổi Zoom này thì Vi nghĩ là mọi người chỉ cần bỏ ra 21 ngày thôi, cái liệu trình này nó rất là nhanh. Và có một cái câu nói mà em rất là tâm đắc, đó là khi mà cái vòng bụng của mình to ra thì cái vòng đời của mình ngắn lại. Đây là những cái cảnh báo của những nhà nghiên cứu y học trên thế giới. Thì khi mà cái tình trạng mỡ thừa ở cái vòng hai của mình nó nhiều á, thì những người mà có cái tình trạng mỡ thừa vòng hai nhiều sẽ dẫn tới những cái tình trạng ví dụ như là chuyển hóa kém này, hoặc là tăng cái đường máu, hoặc là tăng cái huyết áp. Thì sau đây em xin mời chị Lan Đỗ. Không biết chị Lan Đỗ đã có trong phòng Zoom cho chị Lan Đỗ ha. Chị Lan Đỗ ơi, mình đã có trong phòng Zoom chưa ạ? Nếu mà chị có rồi chị có thể giơ tay giúp em ha, để host có thể spotlight chị lên ha. Rồi, hiện tại bây giờ chưa thấy chị Lan Đỗ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng mời lên một vị khách mời, đó là chị Giang Thanh. Thì em xin mời chị Giang Thanh ạ. Hot có thể spotlight chị Giang Thanh lên giúp em được không ạ? À dạ rồi, em chào chị Lan Đỗ ạ. Chị Lan có rồi. Dạ vâng. Dạ. Xin chào em. Dạ. Hôm nay chị đang có việc. Dạ. Thảo nào hôm nay thấy xinh quá. Chị dạ đang rồi. Ở đám cưới, chị đang ở đám cưới mà. Dạ. Vậy bây giờ chị Lan ơi, chị Lan có thể giúp em chia sẻ cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta cái hành trình mà mình giảm cân 13 ngày á, khi mà mình tham gia cái liệu trình 21 ngày giảm cân thuận tự nhiên á chị Lan. Chị Lan có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu là mình là Đỗ Thị Lan.
hiện đang cũng tham gia của Shopee và từ tháng 4 của 2021 và đến bây giờ cũng coi là cũng ở trong Shopee là cũng có một cái thành tích nhỏ nhỏ. Nếu mà cái đợt vừa rồi ấy, thì mình cũng đã tham gia vào giảm cân 21 ngày của bên chỗ anh Vinh là Oji Farmet. Thế về mình cũng đã theo cái giảm cân và Hạnh cũng tư vấn cho mình, vì từ trước đến giờ ấy thì mình cũng đã giảm cân rất nhiều nhiều thứ. Nhưng mà đến lúc mà ví dụ như là mình cũng có xuống được cân, ví dụ như là mấy ngày thì mỗi một tuần hoặc một tháng mình cũng xuống được cân, nhưng mà đến lúc mà ăn lại rồi lại cái thì là nó lại tăng cân bình thường. Đấy, như là dùng Herbalife, trước kia là cũng đã dùng Herbalife rồi, rồi dùng về VCT cũng đã dùng rất là nhiều sản phẩm. Thế mà đến lúc sang đến sản phẩm này thì mình thấy là như cái thế cũng nói với cả Hạnh cũng đã tư vấn với mình ấy, thì là cái giảm cân của mình là mình theo từ trước đến giờ là mình cứ phải nhịn ăn đấy, hoặc là ăn bữa ăn thay thế, thì như thế là nó là giảm cơ chứ không phải là giảm mỡ. Đấy, như Hạnh đã tư vấn cho mình là cái này là chị làm thế nào là giảm được mỡ, rộng mỡ, mỡ lỏng và mỡ cứng, thì mình cũng đã theo vào cái đợt giảm cân thuận tự nhiên này, thì mình thấy là mình cũng đã ăn theo cái chế độ của Hạnh cũng tư vấn, nhưng mà cũng chưa đã được nghiêm túc đâu, cũng chưa được nghiêm túc, vì nếu mà ở nhà thì cũng nghiêm túc đấy, nhưng mà cũng phải hay đi chỗ nào chỗ kia, cho nên là cũng chưa được nghiêm túc. Thế nhưng mà mình thấy là cân của mình xuống rất là ít, bình thường như mọi khi là một tuần xuống được 2 cân, thì vòng bụng của mình xuống chưa đã thấy là mức là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà cái sang cái bên giảm cân bên thuận nhiên này thì là thấy là xuống cân được 2 cân, thế cơ mà xuống vòng bụng 9 phân mà mình vẫn ăn, không phải là như mọi khi là phải nhịn, nhưng mà bây giờ là vẫn ăn, như là ăn theo cái calo mà như là ở trên trong nhóm là đưa vào cái calo của hàng ngày đấy, mình ăn theo cái calo đấy thì là mình thấy là rất hiệu quả. Mới được có mười mấy ngày là mình xuống được 9 phân vòng bụng, thì mọi người gọi là cứ cố gắng gọi là tham gia cái chương trình để giảm cân này thì mình thấy chắc chắn là sẽ có hiệu quả, như thế mình cảm nhận thấy là rất là tốt. Thì bây giờ sau đấy qua đợt này xong đấy là cũng thấy Hạnh tư vấn cho mình là làm thế nào để chị đốt mỡ cứng, thì bắt đầu sang tuần là mình sẽ theo tư vấn là mấy ngày không nhai ấy, thì là sẽ để tốt cái mỡ cứng của mình ta, để sau này ví dụ mình có ăn trở lại thì là mình cũng không bị gọi là tăng cân như trước nữa. Vì từ trước đến giờ, từ trước là mình có giảm cân rất nhiều cơ mà không thấy có xuống cân, cơ mà không thấy là cứ ăn xong cái là ăn là lại tăng luôn. Thì cái này thì mọi người gọi là cố gắng tham gia cái chương trình giảm cân này thì để mình có một cái thành tích để xuống được cân theo ý của mình. Dạ rồi, đấy. Cảm ơn chị Lan. Vậy thì sau 13 ngày mà chị áp dụng cái phương pháp này thì chị cảm thấy cơ thể của mình như thế nào, và chị cảm thấy nó như thế nào? Cái phương pháp này có khó quá không chị? Chị thấy là nếu mà để phương pháp này thì không khó, vì trước ý thì chị vì chị giảm cân là chị cứ nhịn, mà cái này thì phương pháp này là mình vẫn chế độ mình ăn, cơ mà ăn không phải là cái mức kiểu như là trước thì mình cứ ăn kiểu như là mình không biết là cái mình ăn một ngày bao nhiêu calo của mình, hoặc là mình nhịn như thế nào đấy thì mình cũng không biết được, cơ mà theo vào nhóm là mình cũng theo dõi hàng ngày là thấy là mình ăn thế nào để cho nó hợp lý, thì chị thấy là người cũng không mệt mà rất là có hiệu quả. Thế thì đấy là cái việc chị giảm cân là chị thấy là rất là tốt. Dạ rồi, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Vậy chị Lan cho em hỏi một câu nữa thôi, nếu như mà bây giờ hết
cái liệu trình 21 ngày này rồi, thì liệu rằng chị Lan có còn muốn áp dụng cái phương pháp này cho chế độ hàng ngày của mình nữa không ạ? Có, chị vẫn vẫn và nếu mà có chương trình chị vẫn cứ tham gia tiếp để chị xuống được cái mục đích của chị. Dạ Chị rồi, có cảm đang ơn chị Lan. Dạ, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Mọi người có thấy chị Lan hôm nay xinh không ạ? Mọi người có thể giúp em comment lên trên không chat những cái bông hoa, những cái trái tim và những lời cảm ơn đã giúp chị Lan đã chia sẻ cho chúng ta biết được cái phương pháp ăn thuận tự nhiên nó như thế nào. Và mọi người ơi, khi mà mình áp dụng theo cái phương pháp này á, thì mọi người đừng có sợ rằng là mình phải ăn uống theo một cái kiểu như là kham khổ này kia. Ví dụ như trước kia mà mình giảm cân á, thì luôn luôn ăn có một nửa chén cơm chút xíu thôi, còn ăn á, nào là một một dĩa rau thật là to, và hoặc là có thể là ăn thêm vài ba miếng thịt nữa. Chị Lan không biết là chị Lan có bao giờ ăn cái kiểu đó không ạ? À? Em thì em thấy mẹ của em giảm cân là toàn như vậy không á. chị mỗi khi chị giảm cân chị còn phải không không dám ăn ấy, không dám ăn thì mới được giảm, mới giảm được cân. Nhưng mà chị thấy là theo ở nhóm giảm cân ở đây thì là mình không không phải là giảm ăn mà mình vẫn ăn, thế các bạn thấy là xuống hiệu quả rất là tốt. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Không thể trong cái phương pháp mà ở giảm cân thuận tự nhiên á, thì mình vẫn ăn như bình thường, nhưng mà mình giảm cái lượng calorie nạp vào trong cơ thể để cho nó cân bằng được lại, và nó tiêu hao những cái calo đang thừa, những cái mỡ thừa, những cái mỡ lâu năm á mọi người, nó đào thải ra một cách từ từ, và khi mà nó đốt được rồi bắt đầu nó sẽ giảm từ từ. Cảm ơn chị Lan rất là nhiều, và bây giờ em xin mời chị Giang Thanh ạ. Chị Giang Thanh đã có trong phòng Zoom chưa ạ? Chị Giang Thanh là một người làm video clip rất là hay luôn với mọi người về cái phương pháp giảm cân. Dạ rồi, em chào chị Giang Thanh ạ. Chị Giang Thanh mở mic đi ạ. Chào em, chào em Dạ, em chào chào. chị. Không biết là mọi người có nghe chị nói rõ không ha, Dạ có, em có nghe ạ. cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ thì tối hôm nay thì Vi định hỏi gì chị Thanh ha? Em thấy mấy cái clip mà chị làm mà chia sẻ cái phương pháp giảm cân á chị. Vậy thì bây giờ chị Giang Thanh có thể chia sẻ giúp em cái lộ trình giảm cân của mình, cũng như là mình có thể là trong cái giai đoạn mà mình đốt mỡ, chị Giang Thanh, bằng cái phương pháp là đánh lừa cơ thể, đánh lừa cái việc là mình ăn, nhưng mà mình làm sao mình đốt được cái lượng mỡ thừa trong cơ thể á, chị Giang Thanh. À, nó gọi là cái phương pháp mà đánh lừa cơ thể thông minh. À, tại sao mà lại dùng cái cụm từ như vậy? À, cả nhà hình dung là nếu mà cái cơ thể chúng ta đó mà cứ để cho nó tự nhiên mà mình giảm cân không có theo phương pháp mà dựa trên sinh lý cơ thể đó, thì đôi khi chúng ta không có đạt được mục tiêu đó. Thì trong cái quá trình giảm cân thì nó cũng có nhiều giai đoạn đó. Giai đoạn thứ nhất nè, là mình thăm dò cơ thể, mình thanh lọc. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chuyển hóa mỡ, giai đoạn đào thải mỡ lỏng. Nhiều khi cũng hay lẫn lộn giữa các giai đoạn ha. Rồi tới giai đoạn tiếp theo là chuyển hóa mỡ cứng. Rồi giai đoạn thứ tư lại là giai đoạn là mình lại đào thải những cái mỡ lỏng mới phát sinh. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn làm cho săn cơ đó. Và nếu như trong cái giai đoạn mà quan trọng nhất ở đây á, là cái giai đoạn mình chuyển hóa mỡ cứng đó cả nhà, cho nên mình mới dùng cái thuật ngữ là bỏ đói cơ thể thông minh. Tại sao phải như vậy? Bởi vì khi chúng ta nhai đó là chúng ta có tiết enzyme tiêu hóa, mà nếu như vậy đó thì cơ thể thấy rằng là đó là một cái quy trình bình thường rồi, đúng không ạ? À? Và cứ thế thì sẽ không có giúp ích được cho chúng ta làm sao vắt kiệt cái mỡ cứng của mình. Cái mỡ cứng nó là một cái cứng đầu nhất mà từ trước tới giờ là
tất cả những cái người mong muốn giảm cân đó, họ rất là lo sợ là mình làm sao mình chuyển hóa được cái mỡ cứng này. Bởi vì chúng ta sẽ không nhai trong cái giai đoạn này để nó không có tiết cái enzyme tiêu hóa. Đó, thì cái não bộ của chúng ta đó nó sẽ ra lệnh cho cơ thể, à bây giờ cơ thể đang đói rồi, à, lấy mỡ cứng ra, lấy mỡ ra để đốt đi, để xài đi. Và như vậy thì mỡ của chúng ta nó mới được chuyển hóa, nó chuyển hóa từ cứng sang mỡ lỏng để tiếp tục một cái cơ chế là chúng ta thải ra bên ngoài. Đó. Các bạn có thấy khó hiểu về cái giai đoạn này không cả nhà? À, vậy thì cho em hỏi chút xíu, nếu như mà trong quá trình mà mình chuyển hóa từ cái mỡ cứng qua cái mỡ lỏng á chị, thì quá trình mà nó đào thải ra nó có tác dụng phụ hay là nó có một cái ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe của mình không chị? Nó làm cho bản thân mình có bị mệt không ạ? Một câu hỏi rất là hay ha. Tại vì rất là nhiều người, hồi nãy là Thanh cũng nghe chị Lan đúng không ạ? Chị có nói rằng là có những cái giai đoạn mà cần phải gọi là sao, là nhịn đói để mình sợ và tăng cân trở lại. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhịn đói đó, mà chúng ta nhịn đói mà gọi là theo cái kiểu là đói để chi, để nó bắt kiệt mỡ hay là nước gì đó cơ thể của mình á, thì nó vô tình nó sẽ gây hại cho cơ thể, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta suy kiệt nè, và có khả năng là chúng ta bị mất nước, rồi chúng ta bị mất cơ nữa đó. Cái phương pháp đúng là chúng ta giảm cân là giảm mỡ chứ không phải là làm mất nước hay là làm cho cái cơ của chúng ta nó bị mất đi và nó sẽ làm cho trùng nhão chảy xệ cái cơ thể của mình nha. Vậy thì để làm sao mà chúng ta bỏ đói cơ thể, nãy dùng cái từ là bỏ đói cơ thể nhưng mà thông minh, bởi vì sao? Để cho cơ thể mình không có bị kiệt sức, mà đã không kiệt sức thì nó sẽ không có một cái quy lực bù trừ. Nếu chúng ta để cho nó kiệt sức thì sao ạ? Đến khi nó đói, nó thiếu và nó đòi ăn gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần. Thì như vậy thì chúng ta lại vỡ kế hoạch đúng không ạ? Bỏ đói cơ thể thông minh ở đây là gì? Chúng ta không nhai để chúng ta không tiết enzyme tiêu hóa, nhưng chúng ta cung cấp cho cơ thể mình cái dưỡng chất sinh học. Đó, cái dưỡng chất sinh học này nó sẽ đi thẳng trực tiếp vào máu đến nuôi tế bào. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có cảm giác là mình không có thiếu chất. Tuy nhiên, có một vài người sẽ có cảm giác đói. Bởi vì sao? Bởi vì mình quen ăn với một cái lượng thức ăn nó như vậy rồi. Đến ngày hôm nay thì mình toàn uống thôi. Đó. Và đôi khi cái uống này nó cũng không có đủ theo thói quen từ trước tới giờ mình ăn uống. Cho nên cảm thấy thiếu, cảm thấy buồn miệng. Vậy thì chúng ta nên cung cấp gì lúc đó để chúng ta giảm được cái triệu chứng đó? Thì nó cũng có một cái nguyên tắc là mình dùng những cái loại hạt đó cả nhà, mà nó không tẩm gia vị, để mình nhai nhai nhẹ nhàng trong cái lúc mà chúng ta có cảm giác buồn miệng, để chúng ta vượt qua cái thói quen đó, thói quen hàng ngày cố hữu của mình. Dạ, nếu mà như vậy thì em thấy hiện tại trên thị trường á, nó có rất nhiều cái phương pháp, và cái phương pháp hiện tại nó đang rất là hot, đó là phương pháp ăn thô á chị Thanh. Vậy thì nếu mà ăn thô, ăn tất cả, có nhiều người em thấy là ăn 7 cái loại màu sắc cầu vồng á chị, ăn trái cây nè, rồi ăn các loại rau củ nè, đủ 7 sắc cầu vồng như vậy luôn. Thì không biết là khi mà mình ăn thô một ngày hình như có 2 bữa thì nó có cung cấp đủ các cái dưỡng chất trong cơ thể không chị Thanh? Cái việc mà mình cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể đó, mình phải phân tích xem coi cái lượng, cái vừa lượng và vừa chất ở trong đó nó có đủ cái nhóm chất cần thiết, đủ cái calorie hay không cho cái cơ thể của mình. Cho nên nếu mà mình nói chỉ dựa trên cái cảm quan thôi thì nó chưa có đủ đó em. Thành ra là mình phải phân tích xem coi là cái mà thực phẩm mà mình muốn dùng đó thì nó có đủ 4 nhóm chất hay không nha. Đó, thì cái này là chuyên gia dược sĩ Vinh sẽ cho chúng ta có một cái nhìn hết sức là tổng thể về về cái 4 nhóm dưỡng chất này.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom cái hành trình giảm cân của mình cũng như là cái kinh nghiệm tư vấn khi mà mình sử dụng cái phương pháp này cho khách hàng được mà. À, được em. À, mà trước khi đi vào cái chia sẻ về trải nghiệm của Thanh đó, thì Thanh xin lỗi là nãy giờ vào việc luôn mà lại quên giới thiệu mình. Không biết là trong Zoom của mình là mọi người đã biết Thanh hết chưa, hay là Thanh xin phép được giới thiệu lại nha. Thì Thanh là dược sĩ Võ Ngọc Giang Thanh, hiện nay Thanh đang làm công việc tự do tại phòng khám cơ xương khớp của mình đó, và Thanh cũng tham gia vào cái việc là tư vấn sức khỏe cho cộng đồng. Cho nên là ngoài cái việc mà mình trải nghiệm, mình thành công và mình cũng đã giúp được rất là nhiều những cái khách hàng giảm cân thành công, cũng như là ngoài cái việc giảm cân đó thì họ kiểm soát cũng như là ngăn ngừa được những cái bệnh lý mãn tính. À, cái đó là cái mà Thanh rất là tâm đắc, bởi vì đối với Thanh, vấn đề giảm cân thuận theo tự nhiên hay là giảm cân dựa trên sinh lý cơ thể, nó không còn gọi là giảm cân thông thường nữa, mà nó là cái cơ chế giảm mỡ một cách thông minh để giúp chúng ta vừa mang lại cái vóc dáng như ý nè, và chúng ta còn có được một cái tuổi sinh học trẻ hơn cái tuổi thực tế của chúng ta, và chúng ta cũng đẹp hơn, yêu đời hơn. Đó, thì quay lại cái câu chuyện trải nghiệm về bản thân, thì vào cái thời điểm tháng 4 thì Thanh có tham gia một cái liệu trình giảm cân, giảm mỡ của MediOnline đó, và với cái chương trình đó thì kết hợp với những cái sản phẩm mà Thanh tìm thấy trên Robby, đó là cái sản phẩm của dòng sản phẩm của công ty Orifarmed cũng như là dòng sản phẩm Sam Canada đó các bạn, thì nó là một cái gọi là một cái nguồn là giúp cho cho Thanh có được một cái lộ trình giảm cân hiệu quả đó. Tại sao Thanh nói như vậy? Đương nhiên là trong mỗi giai đoạn Thanh cũng có phối hợp thêm là ăn uống rồi tập luyện, hay là mình vận động một cách hợp lý, rồi xoa bóp dây ứng huyệt đó trong từng giai đoạn một. Tuy nhiên là cái gút lại Thanh muốn nói là trong cái đợi đợi thay Thanh chút xíu. À, mọi người ơi, mọi người có thể gửi những cái chàng pháo hoa pho tim để mà cổ vũ cho chị Thanh, để chị Thanh có thể giúp cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom có thật là nhiều kiến thức được không ạ? Thanh xin lỗi là tại vì cũng có một cái Zoom bên kia mà mình cũng đang 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 mở, cho nên là khi mà mình nói chuyện thì mình trao đổi thì bên kia cũng nhìn thấy mình đang nói chuyện ở bên này. Thì quay lại cái câu chuyện này thì thấy rõ là nếu như chúng ta sử dụng đúng, phối hợp đúng những cái phương pháp, thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả. Như Thanh là sau 2 tháng Thanh đã giảm được đúng là 9 kg 9. Mục tiêu của Thanh là 2 kg, nhưng mà đến cái ngày 60 thì Thanh giảm 9 kg 9. À, thành ra là cũng còn có 100 gram nữa thôi mình đạt được mục tiêu. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là chỉ số mỡ trong cơ thể. À, nó có 2 cái chỉ số là mỡ nội tạng, mỡ bao quanh cái nội tạng của mình, và cái thứ hai nữa là cái mỡ mà ở trong máu nè, trong gan nè đó, thì nó cải thiện đáng kể cả nhà. Và cái tuổi sinh học của Thanh thời điểm mà Thanh vừa hết cái chương trình đó là Thanh giảm còn một nửa, tức là Thanh 51 tuổi thời điểm mà Thanh tính đó, là nó giảm còn cái 25 tuổi. Mọi người thấy ngoạn mục không? Mà trong khi đó thì Thanh rất là ngạc nhiên, Thanh không có tin vào cái cây cân nữa, nhưng mà do cái cây cân này nó là một cái cây cân cũng đúng chuẩn đó, Thanh cân lại 2-3 lần mà cuối cùng thì rõ ràng là như vậy. Và quan trọng là gì? Cái cơ bụng của mình nó mềm lại cả nhà, và tự nhiên nó mất tiêu luôn cái nay bụng luôn, nhìn nhìn mình không thấy cái nay bụng nữa. Và nó quan trọng là nó đã thải mỡ ra, nó làm cho cái sức khỏe của mình á
nó tốt lên. Đó. À, như vậy thì đương nhiên là các bạn biết rồi, phòng ngừa luôn những bệnh lý mãn tính đúng không ạ? Khánh Ngân nói là nhìn dáng chị Thanh Mignon thì cái thời điểm mà chị Thanh kết thúc liệu trình đó, nó còn Mignon hơn nữa. Cơ bụng thì cũng có cơ bụng và có hình chữ số 11 luôn cả nhà. À, tuy nhiên thời điểm này thì 3 tháng nay thì qua khỏi cái liệu trình thì Thanh có phải di chuyển này nọ, phải dời phòng khám, cho nên là mình hoạt động và ăn uống nó không được theo đúng chuẩn lắm, thì mình có lên cân lên chừng khoảng 1 kg, tuy nhiên là mình vẫn vẫn giữ được cái vòng bụng của mình, không có để cho mỡ nó tích tụ trở lại. À, cả nhà có hỏi thêm Thanh gì không ạ? À? Dạ rồi, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Vậy thì chị Thanh có thể giúp làm một cái động tác hay là một cái thao tác nào đó để mà giúp cho tất cả các anh chị mình có thể quyết tâm và mình có thể đạt được cái niềm tin, cái mục đích để mà mình có thể sau 21 ngày mình có thể mục tiêu đầu tiên của chị Thanh là bao nhiêu ạ? 2 kg hả chị Thanh? Nhưng mà bây giờ là giảm tới Mục tiêu 9 kg. của chị là 10 kg em ạ. À dạ 10 kg. Quá tuyệt Dạ vời, mọi người có thấy tuyệt vời không ạ? À, cái lúc mà em xem cái clip của chị á, em thấy cái cơ bụng số 11 của chị mà em rất là ngưỡng mộ. Tại vì hiện tại bây giờ em 20, 20, 28 tuổi, nhưng mà cái cơ bụng của em cũng không thể nào bằng chị Thanh luôn. Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ. À, ở đây có, dạ rồi, những cái câu hỏi của các anh chị thì xíu nữa đi, em sẽ nhờ chị Thanh và Dược sĩ Vân có thể giải đáp cho tất cả các anh chị. Rồi, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ. Và sau đây em xin mời Dược sĩ Vân ạ. Thì với cái kinh nghiệm 28 năm để mà làm về cái nghiên cứu về cái men vi sinh, nghiên cứu về cái những cái bữa ăn, những cái chế độ giảm cân á, thì không biết em mời Dược sĩ Vân ạ. Dược sĩ Vân đã có trong phòng Zoom chưa ạ? Rồi, Vinh đã có mặt. Dạ rồi, hot ơi hot, Rồi. có thể giúp em À, chắc cho mình cái quyền chia sẻ slide. à? Dạ rồi, em chào Rồi. bác Vinh ạ. À, với À, rồi, mình Vinh 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 muốn gửi đến mọi người cái lời nhắn gửi đầu tiên á, là trong giảm cân á thì suốt khoảng bên nay qua kỳ thứ hai rồi, nhưng mà Vinh vẫn chưa nói cho các bạn rõ một điều. Thực ra cái việc giảm cân của chúng ta hôm nay á, cũng như là đã tiến hành á, là hoàn toàn 100% là giảm mỡ các bạn. Tức là trong cái giảm cân nặng thì tức là cân nặng của chúng ta nó bao gồm protein, lipid tức là mỡ đó, và nước cũng như là cơ xương, là xương. Thì cơ bản cái cấu trúc mà nó đóng góp cho cái trọng lượng như vậy đó. Thì các bạn hãy mường tượng ngày xưa giờ mọi người đang giảm cân á, ví dụ như là mình giảm lượng ăn uống, rồi có thể là đào thải, rồi có thể là mất nước, đại khái như vậy đó. Thì những cái đó nó không, theo bên nghĩ rằng nó không có hiệu quả nếu như sau cái liệu trình giảm cân á, thì nó có cái hiện tượng trong cái tự nhiên của cái cơ chế sinh học mình, nó gọi là hiện tượng feedback, nó là loại phản ứng ngược á. Phản ứng ngược đó có nghĩa là đầu tiên là chúng ta đang thiếu chất, thì dĩ nhiên lúc đó chúng ta phải có cái nhu cầu, phải có nhu cầu là đưa vào, đó là cái cảnh báo mà. Tại vì chúng ta đang giảm cái thèm ăn rồi, ta đang đẩy các cái chất ra, thì như vậy chúng ta giảm, thực ra đôi khi là giảm trong cơ thể chúng ta còn có một cái lượng nữa, các bạn để ý có một lượng nữa, dĩ nhiên là quá rõ là lượng phân đấy các bạn. Lượng phân tính ra nó cũng rất nhiều, tính bao nhiêu kilo chứ đâu phải ít đâu các bạn. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta cứ cứ tin tin vào cái mấy kilo đó chúng ta thải sạch đi, thì chúng ta phải giảm mấy kilo trong vòng mấy ngày thôi. Nhưng ở đây các bạn để ý một điều là xuyên suốt cái quá trình, các bạn đang bắt đầu tham gia kỳ thứ hai, thì các bạn thấy không, tức là mình đang làm cho đường ruột mình tốt, cái việc đại tiện mình tốt, và lát nữa mình sẽ nói một cái điều nữa là giữ cho cái phân mình tốt nữa, tức là cái lượng nước trong phân tốt và lượng nước hấp thụ vào cơ thể tốt. Rồi trong cái phương pháp giảm cân này
mình đâu có bao giờ nói là mình hạn chế ăn uống theo cái góc độ dinh dưỡng đâu. Mình chỉ hạn chế cái phần mà gọi là tạo ra năng lượng nhanh thôi. Thì vì mình trong đó khi đó mình được tăng rất là nhiều vitamin, đúng không? Tăng nhiều vitamin, tăng những cái dưỡng chất cần thiết, thậm chí mình cũng không có khuyên các bạn giảm cái lượng protein bao nhiêu, không đáng kể lắm các bạn, thậm chí là có thể là gần như ăn bình thường, à, chỉ có giảm chút tinh bột thôi. Đấy, thành ra chỉ có những ngày mà gọi là thanh lọc triệt để, thanh lọc và giảm cân triệt để thì mới giảm tạm thời trong mấy ngày để mình đốt cái mỡ cứng, à, như vậy. Thì có nghĩa là mình đang làm cái việc của mình, thực tế mọi người đang giảm được bao nhiêu là đang giảm mỡ, mà như vậy rất là tốt các bạn. Thành ra trong cái phương pháp giảm cân này á, thì nó là một cái cách thuận theo tự nhiên để tốt cho sức khỏe của mình. Rồi thì bên muốn xoáy mạnh đến cái góc độ và gọi là giảm mỡ, cụ thể giảm mỡ của mình thì bên CBT cũng có nhiều nghiên cứu rồi, thì phải chắc có lẽ bên sâu cho các bạn một chút xíu một cái nghiên cứu này. Rồi chắc có lẽ mình cũng không nhắc lại mấy cái cũ. Ở đây có một cái nghiên cứu rất là đặc biệt, tức là cái nghiên cứu này nó làm rõ luôn á là nó giảm cholesterol, và cụ thể là người ta làm trên, tức là cái nghiên cứu này là có sử dụng cái phương pháp á, là đưa cái một lượng lớn cholesterol vào trong cái thức ăn. Thế thì người ta không áp dụng trên người mà trong cái phòng thí nghiệm của Sebastian là làm trên tức là trên cơ thể sống, nhưng mà lại là sử dụng con chuột, tức là nhồi cho nó cholesterol. Đấy, thì cái phương pháp này á, là đó, tức là cái thí nghiệm này cho nên không áp dụng trên người, bởi vì cái điều đó nó không phù hợp với cái gọi là trong ngành gọi là y đức của nghiên cứu, là ra mới làm như vậy. Thì cái nghiên cứu này nó nói cái gì, thì nó đã chứng minh được là giảm cái lượng cholesterol rất rõ ràng, rồi nó cũng tốt cho phân, rồi nó cũng chứng minh cái điều còn lớn lao hơn nữa là những cái hoạt động mà enzyme gây hại nó giảm. À, thì ở đây thì mình sẽ lật ra cái này chút xíu. À, cái đầu tiên trong cái nghiên cứu này á, thì họ mới nghiên cứu trên những cái chủng này nè các bạn. Ví dụ như họ lấy cái chủng, phân lập cái chủng, cái nghiên cứu này tập trung vào cái chủng Bifidolongum. Thì cái chủng Bifidolongum này á, thì nó có trong cái công thức Lachlan Gold và Biorolac. Đấy, thì người ta nghiên cứu như vậy á, thì cũng sẵn một cái nghiên cứu để người ta có so sánh với những chủng cùng loại. Thì người ta mới lấy một cái Bifidobacterium Longum mà của một cái nhà sản xuất khác có cái mã gen là như thế này. Thì đây là họ đang để vào đây. Rồi trên cái mà giảm cholesterol thì rất nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu trên Lactobacillus plantarum. Thì mọi người cũng đã thấy có những cái chủng Lactobacillus plantarum gọi là những cái chủng gọi là ăn mỡ đó các bạn. Thì Sebastian cũng lấy ra nghiên cứu trên cái chủng của mình cùng với so sánh một cái chủng khác thì thấy cũng khác biệt. Rồi, bên cạnh đó cũng thử so sánh những cái chủng khác nữa. Thì có những chủng ví dụ như là ở CBT cũng có cái chủng là Adolescent. Đấy, thì cái chủng này cũng có hiệu quả rất cao so với các chủng khác. Thì ý mình đang nói về cái góc độ mà hiệu quả cùng một loại chủng, nhưng nó vẫn khác nhau theo cái bộ gen của từng cái bí quyết của những cái nhà phân lập. Đó, thì đây là cái góc độ so sánh về chủng. Thế thì trong những cái thành phần này, ví dụ Lantarum là có trong Biorolac, rồi Longum thì cũng có vừa Biorolac vừa Lactulin, rồi có một số chủng nữa. Ở đây mình không có nghiên cứu này, không có nghiên cứu hết tất cả các chủng, nhưng mà trong lát nữa mình sẽ nói trong từng công thức có chủng nào mạnh trên giảm cholesterol. Đã, như vậy thì ở đây mình sẽ click vào một cái cho các bạn xem này, cái nghiên cứu này là đăng tải. Rồi, cái này mình cho dịch tự động bằng tiếng Việt luôn. Rồi.
Thì ở đây mình sẽ bật vô mấy cái hình để mà các bạn so sánh nè. Tức là đầu tiên là về cái chủng á, là họ mới định ra cái bộ gen, là cái mã bộ gen nó như vậy đó các bạn. Thì mình coi thì cho biết chút vậy thôi ha. Rồi. Thì ở đây, ví dụ như ở đây họ nghiên cứu, họ thấy rằng cái chủng mà Bifidobacter longum á, là nó có tác động ức chế các cái hoạt tính enzyme có hại mà phát sinh trong, tức là họ đưa cái những enzyme có hại vào trong chuột á, thì họ mới đo thì những cái nào mà sử dụng cái chủng là longum này á, thì nó giảm khác biệt hoàn toàn à, trong đây có nghe là cái thử nghiệm này như vậy. Rồi bác Vân ơi, bác đang chia sẻ slide nó đang bị đứng á. À, đứng là phải không? Rồi dạ, rồi dạ. Chắc có lẽ nói miệng quá. Tại vì nền tin mạng nó hơi, mình không có tải xuống. Với lại mình muốn cho mọi người xem trực tiếp trên các cái trang á. Dạ, của... bác chia sẻ cái màn hình lại đi ạ. Là được ạ. À, vậy hả? Rồi rồi. Dạ. Tớp rồi, share lại không? Cái những cái nghiên cứu này hay lắm các bạn. Các bạn thấy lại chưa? Dạ chưa ạ, màn hình nó đang... À, dạ rồi. À, đại khái vậy nè. Tức là mình đang nói cho các bạn thấy, là mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là khi mà chúng ta dùng lợi khuẩn thì cái tác dụng giảm cholesterol, giảm mỡ, giảm can, vân vân, đại khái. Nhưng mà có những cái tác dụng mà từ con vi khuẩn á, trong những công thức này nó có những cái enzyme chống lại các cái enzyme gây hại. Chống lại các enzyme gây hại thì ở đây là một trong những cái ví dụ. Thì người ta có thử nghiệm là người ta so sánh là những cái enzyme gây hại, nếu như có sử dụng chủng này và một bên là sử dụng chỉ bằng nước muối thì nó khác biệt hoàn toàn. Rồi, ví dụ như vậy, đây là một. Cái thứ hai á, đây là cho trong thử nghiệm trong 3 tuần với chế độ ăn tương ứng giữa hai nhóm thì cái nhóm á, cái nhóm mà sử dụng cái chủng longum nãy mình nói đó bạn, các bạn, thì nó có đây là cái nhóm, tức là đây là, để coi đây là cái nhóm trứng ở đây, cái nhóm mà sử dụng có cái bi longum là cái màu xanh la, mình xanh dương này đó, thì nó giảm rồi nó giảm hơn so với cái nhóm trứng à, ví dụ như vậy. Rồi tiếp tục, đây cũng tương tự như vậy các bạn đó. Đó. Rồi ở bây giờ mới nói câu chuyện nãy mình nói là liên quan đến phân, thì các bạn biết là khi mà mình giảm cân và cũng như là cái liệu trình giảm cân vừa rồi, là thậm chí mình còn khuyên mọi người uống nước và uống nước đúng cách à, lát nữa mình sẽ nói là uống nước đúng cách lên, mình cứ luôn luôn nhắc trong cái chuyện này, tức là chúng ta đang làm sao cho cái nước nó đầy đủ và chuyển hóa tốt, và đặc biệt là phân chúng ta phải tốt và mềm. À, chứ không phải là vì chúng ta giảm cân mà chúng ta làm cho thay đổi phân, hoặc là đào thải phân, hoặc là làm thay đổi cái nhu động ruột, mà chúng ta phải giữ cho nhu động ruột tốt. Thành ra ở đây Sebatak nghiên cứu luôn cái góc độ, cái khía cạnh là khi sử dụng lợi khuẩn thì làm cho phân nó giữ nước tốt hơn. Đó, thì ở đây á, là các bạn thấy không, cái cột màu đen này á, là không có sử dụng à, thì nó khác so với cái cột mà có sử dụng, cái lượng nước nó giữ lại tốt hơn. Đó là so sánh rất rõ ràng. Rồi. Rồi, bây giờ bên nó mở và chia sẻ tiếp cái màn hình slide để nói tiếp. Rồi, như vậy thì hồi nãy là mình nói cái nghiên cứu là để mà từ một cái chủng trong công thức, ví dụ như trong Luckin Gold hay là trong BioLuck á,
Thì người ta nghiên cứu người ta chứng minh như vậy rồi ta so sánh với những cái chủng khác nữa trên cái tác dụng giảm cholesterol rồi trên cái tác dụng mà nó tạo ra những cái enzyme để ức chế các cái mầm bệnh và những cái enzyme để nó giảm những cái viêm bên trong cơ thể. Thì cái điều này nó chứng tỏ gì? Tức là bất kỳ mà cái tình trạng của rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là rối loạn chuyển hóa mỡ, thì thường mình sẽ dẫn đến cái tình trạng mình cảm nhận được là gì? Đó là sự mệt mỏi. Mà sự mệt mỏi á, thì người ta chứng minh rằng khi sự mệt mỏi này thì nó sẽ phát sinh cái yếu tố một cách thường trực trong cơ thể chúng ta, đó gọi là yếu tố viêm. Đó. Thì vi khuẩn axit acid nó ức chế các cái mầm bệnh và từ những cái cơ chế hoạt tính enzyme của nó đó, nó giảm viêm. Và nó giảm viêm á, thì nó giảm đi cái mà nó tác động đối với người béo phì là gì? Viêm là một cái sự kích thích để tích trữ mỡ để ngăn lại phản ứng viêm đó. Thì cho nên Sebadak nó chứng minh trong cái nghiên cứu này nó chứng minh được cái điều như vậy bằng bằng cái cơ chế là chứng minh trên cái cơ chế là xác định enzyme gì đó, như vậy. Thế thì như vậy thì chúng ta có cái công thức Luckin Gold. Luckin Gold ở đây có những chủng này, ví dụ những chủng bình thường, ví dụ như Enterococcus caesium hay Lactobacillus acidophilus, thì những chủng này á, thì trong các nghiên cứu của Sebadak là xem như chủng bình thường, không có đề cập nhiều. Thì Sebadak đã nghiên cứu là chứng minh, thứ nhất là ví dụ như chủng này là long gum, là bifidum, là long gum bifidum, sau đó là những chủng bifidum hay là ram rosette, là những cái tác dụng ức chế các cái mầm bệnh, tức là những cái yếu tố độc từ nhờ những cái enzyme của vi khuẩn này rất là mạnh. Đó, giờ ví dụ như vậy. Rồi tiếp tục là công thức của Bioroduct á, thì những chủng tương tự, có những chủng như vậy. Bên cạnh Bioroduct nó khác ở ở cái chỗ Luckin Gold, ở chỗ là cái chủng á, là ví dụ như Bifido infantis thì cũng có cái vai trò riêng của nó. Rồi có cái Lactobacillus lactobacillus lactarum vân vân. Thì như vậy hai chủng này, hai công thức này, thực ra mình nếu mình xét trên cái góc độ mà cho cái việc giảm cholesterol á, thì tất cả những cái chủng này nó đều có những cái chủng rất mạnh mà được mình bôi màu đỏ. Thì thông thường những cái chủng này đối với nhiều nhà sản xuất, họ chỉ cần làm đơn chủng là họ đã có cái tác dụng trên cái việc giảm cân chẳng hạn. Ở đây là mình có một cái hỗn hợp kết hợp, ví dụ như Bioroduct là 6 chủng hay là Luckin Gold là 5 chủng với một cái liều cao, còn Bioroduct là 6 chủng với cái liều thấp hơn nhưng mà nó lại đa dạng hóa hơn, ví dụ như vậy. Rồi như vậy thì có nghĩa là chúng ta phải phải cái công thức tại sao bữa giờ chúng ta xài hiệu quả là bởi vì các bạn hiểu được cái gốc lõi của vấn đề là như vậy đó. Tức là khi các bạn xài, các bạn sẽ cảm thấy là nó giảm cholesterol bởi vì cái cơ chế giảm mỡ của nó. Giảm mỡ ở đâu? Là giảm mỡ chính trong lòng ruột. Giảm mỡ bằng cách đó là nó bắt giữ các cái cholesterol và những cái chất béo nó thải ra theo phân, bởi vì cái cơ chế tự nhiên vật lý của nó như vậy. Rồi nó cũng giảm mỡ bằng cách là nó cắt các cái chất béo đó, nó không cho dư thừa đó, nó cắt, nó xử lý, nó không có để cho tái hấp thu trở lại và thông qua ruột tái thu trở lại. Rồi khi mà xét trong máu đó, thì chính những cái vi khuẩn acid lactic đó, là như ví dụ như những bifido lân gâm hay là những cái lăng ta rơm vân, thì đó là nó sẽ làm gì? Nó làm cho cái việc mà cơ thể chúng ta thanh thải tốt, rồi để thanh lọc tốt, rồi khử độc tốt, rồi nó làm cho chúng ta giảm đi các cái yếu tố độc của yếu tố viêm, thì cũng là cái nguyên nhân để giảm để ngăn cái béo phì. Rồi cũng cũng làm cho cái việc mà sử dụng các cái cholesterol á, mà trong gan tạo ra đó, thì nó chuyển hóa sang tạo ra mặt tạo ra mặt để đổ lại ống tiêu hóa, cho nên nó một cái dòng dòng rất là tốt như vậy. Thành ra nó vừa 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 giảm cái cholesterol trong máu, rồi khi ở trong ruột có thừa thì nó lại thải ra, rồi nó cũng lại xử lý, và nó xử lý cả những cái chất độc trong ruột nữa, rồi xử lý cả những cái yếu tố viêm trong người, cho nên nó rất là tốt. Ở góc độ một người giảm cân là gắn với việc dư mỡ, một người giảm cân thì cũng có dễ xảy ra tình trạng mệt mỏi cũng như nhiều cái nguy cơ bệnh, và thực tế giảm cân dư cân cũng là một của những cái dấu hiệu bệnh rối loạn chuyển hóa, cho nên như vậy. Đó, thì công thức ví dụ Bioroduct như vậy. Đó, ví dụ như trưa nay mình vẫn nói là nó hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Đó, thì nhờ cái cơ chế mà nó khử các độc và đồng thời nó còn kích thích các cái tăng cái miễn dịch bên trong nữa. Đó, rồi hồi phục cân bằng đường ruột để tốt cho chức năng thì đó là đương nhiên rồi. Thì trong này mình có nói là nó giảm cái cholesterol.
rồi nó về nó cân bằng cái đường huyết và nó khử các cái chất độc, các bạn đã thấy đó là những cái chức năng mà trước đây đã nói, mình nhắc lại trong slide này ví dụ như vậy. Lactulin cũng tương tự, công thức nó cũng có những chủng, nếu mà mình xét trên góc độ về giảm cholesterol thì đây là những chủng rất mạnh trên cholesterol đó, như vậy. Và tất cả những cái này được nghiên cứu rồi, ví dụ như mình này, mấy chủng bifido này á các bạn, thì tất cả đều có những cái bản quyền đó, mình sẽ list vào trong này nó sẽ ra giống như cái kiểu như nãy. Và đây là những cái bản quyền hay là những cái đăng ký à, ví dụ như vậy. Rồi thế thì cái như vậy thì vừa rồi á, nhân bữa hôm nay mình cũng nói chuyện vừa rồi á, là cái đợt một á thì chúng ta có được cái kết quả giảm cân, để mình coi mình cũng khá là ok. Ví dụ như có bạn là đã giảm 20, toàn bụng là giảm 22 cm, đây các bạn thấy không? Các bạn thấy một điều nè, rõ ràng nó đang giảm mỡ, nó đang giảm mỡ. Và thậm chí là mình muốn rằng các bạn là tham gia vào là vừa giảm mỡ, đồng thời sau cái giảm mỡ rồi thải mỡ rồi mình đến cái giai đoạn mình tăng cơ. Rồi mà bản thân cái giai đoạn trong cái ngay cả trong cái quá trình này thì thực sự mình giảm mỡ sẽ rất mạnh, nhưng mà có thể mình tăng cơ đó, nhưng mà vì mình tăng cơ nhưng mà vì mình giảm mỡ cho nên mình có thể là cái cân nặng mình nó không có giảm nhiều. Ví dụ là mình cũng không thải nước, rồi mà thậm chí mình còn bù nước cho mọi người, ví dụ như vậy. Thì cho nên cái việc mà của mình nó sẽ giảm cái vòng bụng khá là ok. Rồi ví dụ có những người là giảm có 2 cân thôi mà vòng bụng giảm tới 16 cm, hay là tương tự như vậy. Có những người thành công ở chỗ là gì các bạn? Ví dụ như là chỉ số BMI có 18.4, ví dụ như vậy. Nhưng mà tại sao lại giảm được vòng eo mà căng âm, tức là tăng là trong cái kỳ trước ha, trong kỳ trước. Rồi đây là một trường hợp khá đặc biệt, ví dụ như vậy. Rồi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là cái kỳ trước, rồi kỳ này đang mới vừa làm về đang trên giai đoạn thì hôm nay mình sẽ mở ra và có lẽ là mình sẽ nói chuyện, mình nhìn con số này để mình phân tích, rồi mình sẽ các bạn có thể là tương tác với mình, hoặc là mình sẽ có những đưa ra cho các bạn những cái gợi ý. Ví dụ như ở đây có giảm được cân nặng 1.35 trừ vòng bụng 2 với cân nặng ban đầu là 62.88 chiều cao đây. Rồi này còn có tiềm năng sẽ giảm nữa, đặc biệt là bây giờ bắt đầu nè, bây giờ chuẩn bị vào cái hành trình của cái giai đoạn gọi là giai đoạn quyết định cho cái sự thành công mình, tức là cái khó nhất là mình sẽ gỡ bỏ mỡ cứng. Giống như mình nói là có mỡ thì có mỡ nội tạng, rồi có mỡ trong máu, đã khá như vậy. Thì mình sẽ mình cố gắng mình vét hết cái phần mỡ lỏng đi, rồi đến cái giai đoạn này là mình sẽ can thiệp vào mỡ cứng. Rồi mình sẽ có xem tiếp trường hợp nữa. Ở đây mình không có ghi ai cả, mình sẽ lấy con số không. Rồi ở đây bây giờ cân nặng 58 thì cũng cần giảm nhiều, giảm đưa vòng eo được cân nặng được 1.9 gần 2 cân cũng được. Xấu quá, vòng eo là giảm tới 9. Thì có lẽ là đây là cái cập nhật cách đây mấy ngày. Các bạn cập nhật mình cũng không biết chính xác ngày nào. Ví dụ như đây là ngày mấy ta? Ngày 3, rồi. Rồi, thì ở trường hợp này là rất rất là tốt ở chỗ đây nè các bạn. Tức là cái vòng eo là đang giảm tốt nè. Rồi, tương tự như vậy. Đây có những bạn mà mình thấy có số liệu nó còn trống, có lẽ là điền không cập nhật hết. Rồi, đại khái như vậy. Thì ở đây những trường hợp này mình đưa cái bảng này, các bạn cần có cái gì thì các bạn có thể là nhân cái buổi hôm nay á, mình muốn là được tương tác với các bạn. Và mình ở đây mình không để tên ai cả, cho nên mình sẽ để cái lát nữa các bạn có thể là những ai liên quan mình sẽ tương tác với mình. Thế thì bây giờ trong giảm cân á, thì nguyên tắc cái việc bản chất đây là giảm cholesterol thì mình không nói nữa ha. Rồi cái việc giảm cân của chúng ta là chúng ta một khi mà chúng ta thành công thì cái kết quả thành công này là bền vững. Tất nhiên chúng ta mọi người phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có cần một cái chế độ ăn cân bằng, và chính cái phương pháp ăn cân giảm cân này thì thật ra cái chương trình đưa ra mục đích là gì? Để cho mọi người có được cái sức khỏe tốt hơn bằng chính những cái bữa ăn cũng như
cái thói quen, lối sống sinh hoạt đó. Thì nếu mình đạt được cái điều này á, thì mình duy trì rất tốt. Và thậm chí là có những bạn mà BMI mặc dù là thấp, nhưng mà có thể là thông qua cái này mình sẽ điều chỉnh bằng cách là gì? Mình sau khi giảm cân có thể là mình hy sinh một chút xíu về cân nặng. Đến cái giai đoạn mà mình thải được cái mỡ, cái phần mỡ mà mình không mong muốn của mình á, sau đó là mình chuẩn bị một cái hành trình gọi là hành trình ăn uống lành mạnh, và đồng thời là ăn uống và luyện tập để tăng cơ, thì có thể là sẽ rất tốt với mọi người. Có nghĩa rằng đây là cái phương pháp giảm cân, nó sẽ không như những cái phương pháp mà mình có thể là mình bằng cách nào đó mình ví dụ mình thải nước, thải các cái phần rồi, hoặc là nó bị thiếu dinh dưỡng à, còn ở đây mình càng vào hành trình thì mình càng tăng dinh dưỡng ở đâu, là những dinh dưỡng nó thuộc về cái thành phần mà chuyển hóa của cơ thể, ví dụ như là vitamin, rồi những cái thành phần tốt cho hệ thống tiêu hóa và đường ruột, và đại khái như vậy trong tất cả các cái cách của mà hướng dẫn chế độ ăn. Đó là mấu chốt của vấn đề. Rồi còn cái máy này thì chắc có lẽ là các bạn cũng có biết nhiều rồi, đã nói nhiều lần là những cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn là thăm dò mục đích đó làm gì, mình điều chỉnh một cách tối đa, mình chọn lựa lọc ra cái bữa ăn như thế nào mà mình cảm thấy rằng á là nó phù hợp với mình, mà phù hợp với mình là các bạn sẽ tìm hiểu thêm một cái ý nhỏ, các bạn có lẽ tự tìm hiểu là với mỗi người nó sẽ có một cái mức gọi là mức chuyển hóa năng lượng cơ bản, thì mình hãy căn cứ vào mức đó để mình tham chiếu cho cái việc mình sử dụng cái bữa ăn. Ví dụ như bấm nhìn đàn ông có thể là một chẳng hạn như là một 1.300 kilocalorie. Thế thì nếu như mà mình quan niệm như này, nếu như mà mình ăn bằng 1/3 thì nó chỉ đủ để hoạt động chuyển hóa cơ bản, đủ chuyển hóa cơ bản, có nghĩa là mình vận động cái là mình bị đuối sức nhưng mà trong các cái bữa ăn ở đây thì mình lại lập luận nha, thế thì mình tại sao mình ăn 1.200 mà mình không đuối sức như các bạn đã chia sẻ, tức là mình đang tăng cái chuyển hóa để mình gì, chỉ có như vậy mình mới gỡ bỏ đi cái phần mà dư thừa, đúng không các bạn? Đó là một cách gì dễ dàng. Cho nên trong cái phương pháp giảm cân này cũng không có cần thiết các bạn phải luyện tập mà thậm chí là cố gắng và lao lực quá sức, mà chỉ đơn giản như vậy, mình có nghĩa là mình tăng chuyển hóa bên trong, thì đấy là cái gốc của vấn đề. Cho nên các bạn hãy xác định như vậy. Thì đa số phụ nữ chúng ta là khoảng 1.100-1.200, có người là dưới nữa. Thành ra chúng ta căn cứ đó là cái bữa ăn. Rồi như vậy thì với bữa ăn như vậy, nếu như chúng ta không có được những cái hỗ trợ và cái chuyển hóa để tăng cái chuyển hóa bên trong, chuyển hóa chất để tạo ra năng lượng á, thì thứ nhất là mình không đốt được mỡ, thứ hai là mình sẽ không đủ cái năng lượng và mình sẽ không hoạt động tốt và thậm chí là mình thiếu chất đó. Nhưng mà phương pháp này á, nó đã chứng minh được cho các bạn rất là tốt cho cái việc này đó. Cho nên khi đó mình chuyển sang cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà thải mỡ cứng đó, thì cái giai đoạn này là mình sẽ không ăn. Thế thì Vinh sẽ đưa ra một nguyên tắc chung cho mọi người á, là mình sẽ đây, bây giờ bên nói cho các bạn để chỉ phân tích cho các bạn nè. 7 ngày thì mình sẽ chuẩn bị cho nó bằng cách là gì? Trước tức là mình đang có được một cái hành trình mình chuẩn bị rất kỹ, là gì? Mình ăn là toàn là vitamin, toàn là rau củ quả, rồi toàn là dưỡng chất, đúng nghĩa là dưỡng chất đấy. Và hấp thu lại tốt nữa, cho mình rất đầy đủ vitamin rồi. Rồi xong rồi mình như vậy thì mình đã tự tin là gì? Mình bắt đầu vào cái tuần mà gọi là trong đó có 3 ngày mình cương quyết đốt mỡ cứng, mà nếu như có thể dài hơn thì càng tốt, nhưng mà tại vì đưa ra một nguyên lý chung như vậy, thì trong 3 ngày này á, thì các bạn hãy chuẩn bị là gì, các bạn đến có 2 ngày các bạn bắt đầu cắt giảm cái phần tinh bột đi, giảm xuống để làm gì, giảm bớt xuống cho chưa cắt hoàn toàn, để cho cơ thể chúng ta nó giống như là một lần nữa là nó tiếp tục nó đốt, nó vét hết cái mỡ gọi là cái mỡ lỏng á, những cái mỡ nó đang trồng trong huyết tương đi, nó đại khái như vậy, mỡ lỏng hay là những cái gì đốt sạch đi để làm gì, để mà khi mình chỉ cần là mình không như cái Thanh chia sẻ lúc nãy là không nhai, đánh lừa cơ thể đó là bằng cách là uống và giảm năng lượng xuống, thì lúc đó cơ thể mình nó đang chuẩn bị và nó bắt đầu kích hoạt cái hệ thống gọi là chuyển hóa, nó gọi là ketosis mỡ đó, là gọi là ketosis đó, là tức là chuyển hóa mỡ sang năng lượng, tức là nó phải lấy về từ cái mỡ cứng. Thì ở đây nếu như vậy thì mình thấy là cái việc này các bạn đã trải qua và làm ok ở đây nè,
Tức là các bạn 2 ngày đầu là các bạn bạn thay vì bình thường là ví dụ một chế độ ăn là một cái bữa ăn mà nếu như mình sử dụng yến mạch là mình sử dụng là 50 gram là ok rồi đó các bạn, thì lúc đó này mình còn sử dụng 25 gram ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ ăn các cái loại mà giàu vitamin và mát nước mát rồi đó, thì bằng cách mình ăn mình ép những cái nước mà như là bi đao hay là cái những nước mát từ các cái loại loại mà ít năng lượng ví dụ như vậy, hay nước ép chẳng hạn như cần tây hay là nói chung tùy thích, hay là ngay cả nước ép dưa leo, các bạn hãy chuẩn bị những cái bữa bữa đó như vậy. Rồi đến khi cái ngày mà gọi là ép thải mỡ cứng á, thì các bạn giảm hẳn xuống 3 ngày đốt gỡ đang nói là giảm còn 25 gram thôi, 25 gram protein thôi trong cái bữa, một bữa ăn ngày để ăn hai bữa như vậy. Còn nữa là toàn bộ là cái nước khác, nước ít năng lượng. Rồi thì như vậy thì 3 ngày này các bạn sẽ thải trừ và thanh lọc một lần nữa cho đường ruột, một lần nữa cho kiềm hóa máu đó các bạn. Thế các bạn tự tưởng tượng như này, khi mà chúng ta làm được điều này mà chúng ta cảm thấy vẫn khỏe với một cái mức năng lượng thấp nhưng mà chúng ta khỏe, chứng tỏ chúng ta rất khỏe và chúng ta đang đang xử lý sạch các cái độc tố, nội độc tố bên trong luôn. Sau đó các bạn hãy tự tin như vậy, và thậm chí nếu như chúng ta làm như vậy mà chúng ta nhận biết được chúng ta khỏe, có nghĩa là chúng ta đang chữa bệnh đó. À, rất là bên muốn nói cái ý này để sau này liên quan đến một số cái mà sẽ có những cái dự án chẳng hạn như là cho người bệnh tiểu đường, cho người bệnh huyết áp, để mình gì, mình điều chỉnh bữa ăn, mình điều chỉnh bằng cách là mình giúp cho cơ thể mình thoát khỏi các cái tình trạng viêm mãn tính hay các cái vấn đề có thể xảy ra. À, nó như vậy. Thì đây là đó. Rồi sau đó 2 ngày sau là bắt đầu mình trả lại thì mình đừng có bị thấy mình đang đói, mình lại ăn thật nhiều vào, không không có nghĩa như vậy. Tức là tránh cho cái cơ thể mình nó bị gọi là bất cứ cái gì nó chuyển hóa, nó cũng từ từ nó không có bị cái tình trạng sốc. Thật ra các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ ăn 800 calorie sang 1000 calorie, xong các bạn qua nhập lại. Rồi nếu như chúng ta đạt được một nếu chúng ta chưa đạt mục tiêu thì chúng ta những cái này này là thực ra chúng ta lại tiếp tục thải cái phần mỡ lỏng mà vừa mới gỡ ra đó, nó sẽ về gỡ từ mỡ cứng một phần, nó chưa có hết thì nó vẫn còn còn ở trạng thái mỡ lỏng, thì mình tiếp tục mình thải, cho nên mình tiếp tục ăn cái chế độ gọi là thải mỡ lỏng. Thì lúc này mình đã hiểu được cái nguyên lý rồi, thì mình chỉ cần duy trì như vậy và một chế độ lành mạnh như vậy, sau đó khi đạt được mục tiêu mình có thể ăn trở về cái chế độ ăn của mình, là tùy theo người, ví dụ phụ nữ là 1.600, 1.800, 2.000, rồi ngay cả chúng ta sau này chúng ta chủ động chúng ta lại quay lại làm những cái việc mà thanh lọc một cách tự động. À, đây là một một trong những cái 3 ngày này là một trong những cái cách mà thanh lọc chủ động tốt nhất các bạn đó. À, thì trong những ngày này thì mình sẽ dùng những cái gì dự phòng, ví dụ như là chẳng hạn như nhiều khi mình chỉ thủ trong nha thủ sẵn là chẳng hạn như chút xíu mật ong, mình đói quá cái mình hớp miếng vẫn chút xíu mật ong, thì có nghĩa là mình đã kích, tức là cho cái cơ thể mình nó nhận, nó cảm thấy nó hài lòng tiếp tục nó hoạt động, và và cái năng lượng đó nó sẽ vét sạch hết. Ví dụ một muỗng ong nó chỉ có 20-30 kilocalorie thì cũng đâu có ăn nhầm gì, đúng không? Mình đang thiếu, người ta ăn còn gấp mấy lần hàng ngàn calorie kìa, mình ăn cái chút xíu không ăn thua gì, cho nên nó không có sao cả. Ví dụ như vậy, hoặc là nhân sâm, hoặc là một nhấp một chút xíu gì đó, thì tự dưng cái là mình thấy khỏe lại, và sau đó mình tiếp tục cái hành trình mình thải. Lúc đó cơ thể mình nó sẽ bình thường hóa, nó sẽ tiếp tục cái đốt mỡ cứng, và chúng ta cảm quay trở lại là khỏe như vậy. Rồi chắc có lẽ mình chia sẻ như vậy. Rồi quá tuyệt vời luôn mất Minh ơi. Mọi bữa không có nhau không nói được nhiều, bên nói cái phần cốt lõi, phần chính thôi. Dạ, vậy thì bác Minh có thể show ra giúp em để cho tất cả các anh chị biết được cái quá trình mà đợt một á, các anh chị mới có cái kết quả và vừa 13 ngày á bác Minh. Bác Minh có thể show cái kết quả ra cho tất cả các anh chị biết được không ạ? À, để bên bên lại lấy một cái slide khác. À, sau kết quả 13 ngày đợt 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 vừa 13 ngày rồi vừa á. rồi đó hả? Dạ. À, rồi rồi.
Đúng là cơ thể của chúng ta có một cái chức năng tự chữa lành nó rất là hay, rất là tuyệt vời luôn á tất cả các anh chị ạ. Hiện tại ở trên khung chat của chúng ta thì nhà cung cấp đã có gửi cái đường link của Zalo này cũng như là cái đường link để cập nhật số liệu mỗi ngày á, thì mọi người có thể ấn vào những cái đường link này để tham gia, để mà mình có thể vào cái nhóm 21 ngày giảm cân cùng với lại nhà cung cấp để mà đưa ra những cái liệu trình tốt nhất cho mọi người. Dạ rồi em mời bác ạ. Chắc bên đây sẽ xe lại như bên nhầm cái gì đó nhiều quá. À đây, mọi người thấy Dạ rồi chưa? ạ. À đây đây này, nhỏ quá ha, mọi người chắc không thấy quá. Dạ thấy thấy rõ bác. À, rõ hả? Đây 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 đấy. À, ví dụ như vậy. Các bạn trong nhóm, mà các bạn nào mà trong nhóm đang gặp khó khăn tương tác với mình luôn, mình với lại dự dự sĩ xanh ở đây sẽ hỗ trợ các bạn Dạ rồi. rồi. Bây giờ Hay là những người khác mà cũng đang tham gia nhưng mà không có điền form á thì cũng có thể là tương tác. ở đây em thấy có một cái câu hỏi của chị Khánh Ngân ạ, là giai đoạn đầu thải mỡ cứng thì chị Thanh đẩy ra được bao nhiêu ngày ạ? Có nghĩa là đào thải cái mỡ cứng thì mà mất bao nhiêu ngày mới đào thải hết hả chị Thanh? Chị Thanh chưa mở mic ạ. Chị mở mic đi ạ. À? Rồi bây giờ chị Ngân thì không biết hiện tại chị Ngân đang còn ở trong phòng Zoom không anh? Nếu mà chị Ngân còn ở trong phòng Zoom thì mình có thể mở cam, mở mic lên để mà mình hỏi dược sĩ Thanh và dược sĩ Vân có thể giải đáp những cái Rồi em thấy chị Khánh Ngân đây rồi ạ. Khánh Ngân tiện mở mic không ạ? À? Dạ rồi, trước khi đến câu hỏi của chị Khánh Ngân thì em xin mời chị Thùy Trang ạ. À. Chị Thùy Trang có thể mở mic mở cam lên được không ạ? Để bác Vinh có thể hỗ trợ cho mình tốt nhất nha. Chị giơ tay lên nhỉ, giơ tay lên để Dạ rồi, chị mở đi. Em không có chỗ giơ tay luôn á, cái máy của em nó không có chỗ giơ tay. Dạ rồi. À em chào chị Trang ạ. À. Em chào Vinh á, anh Vinh ơi. Chào anh Vinh, tên nó trẻ trung. Anh Vinh tươi trẻ. Dạ. Chào cả nhà. Anh em cũng không có mập lắm đâu, em cao 1m49 mà em nặng 40 kg. Có điều cái bụng mỡ của em sinh hai bé xong giờ dưới nó hơi 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 tròn trịa chút xíu á. Em muốn giảm khoảng tầm 2 kg được không anh hè? Bây giờ em biết làm sao giảm cho nó đơn giản mà nó dễ. Giảm 2 kg thì quá dễ, giảm 2 kg thì dễ mà cứ làm đúng trong trong cái tham gia vào chung với các bạn là giảm được 2 kg. À, vấn đề là ý ấy, mình đang hỏi là muốn giảm 2 kg hay không, hay chỉ muốn 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 tăng cái bụng thôi. Giảm bụng bụng À bụng rồi dưới rồi, à đúng rồi đúng rồi, nó có cái kiểu bụng đó. dưới À, rồi rồi, thực tao ra vậy này, mình tham gia thì trong đó là có cái ngày những cái giai đoạn mà mình dù sao đó, thì cái phần cứng đó là mình không thể nào mà khơi khơi mà nó ra được hết trơn á, thành ra mình phải hy sinh cái cân nặng chút, mặc dù có những bạn á là cũng đắn đo lắm, cũng hỏi tới hỏi mình mà làm lần thứ hai cũng quyết định á là phải thôi chấp nhận giảm cái cân để mà sau đó là cái phần mà tăng cơ đó,
là sẽ diễn ra sau. Diễn ra không phải là tăng, tức là vẫn ăn uống protein vẫn đủ nhưng mà vẫn giảm cân. Nhưng mà cũng phải giảm cân, mà trong đó là phải chịu là và vét cái mỡ cứng ra thì nó mới hết cái được phần đó, còn không không cách gì nó hết trơn á. Thành ra tham gia vô thì trong đó bây giờ nếu mà như vậy thì mình sẽ tham gia vô đợt đợt tới đi, để làm chung cho nó vui. Rồi rồi trong đó, đó là trong trường hợp cá biệt này á, chứng những không cần giảm cân nhiều á thì có thể là khoảng tuần thứ hai á, là mình bắt đầu thải mỡ cứng để sau đó mình kéo dài cái gọi là cái khoảng luyện tập và tăng cơ. Đấy. Còn có nhiều bạn á, là cần giảm tới 5 năm 10 kg thì tất nhiên là phải 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 trải cái đoạn kia rồi. Bởi vì nó gọi là để thải kiệt cái mỡ lỏng cũng còn lâu. Trường hợp không thì cũng như các bạn thôi, là tuần thứ ba giảm mỡ cứng. Ok mà, tốt. Làm xong là mình khỏe à. Mỡ bụng dưới là được rồi đó. Dạ, để có gì em Mình sẽ chuẩn bị cái cân, lúc đó mình sẽ biết được cái lượng mỡ dư trong cơ thể mình luôn. Cho nên cái phương pháp này á, là sau mọi người giảm cân là không có giảm protein mà tăng protein lên, rồi chỉ số cơ thể nó mới tăng lên đấy, tức là tuổi sinh học rồi các thứ nó mới tăng lên được á, là nhờ vậy đó. Thành ra cái cách này là hoàn toàn nó nằm thấy bằng cái chỉ số, thấy bằng Dạ, chỉ tại số nước tăng nè. Hy vọng có những bạn là sẽ thấy là lượng nước bạn đang thiếu, chẳng hạn như là năm mươi mấy phần trăm, nó phải tăng lên 57 58%, ví dụ như vậy. Đó. Thì mình tham gia vào để các bạn chắc gửi cho đang rớt đi rồi, đang đang vô đang đọc trước mấy cái phần cũ được được ra được được tham gia đi. Thì dạ vô, đúng. vô đó thì còn coi bữa ăn lành mạnh là bữa ăn sao, rồi mọi người chia sẻ, rồi mọi phải chuẩn bị một cái cân trang để mà biết được cái chỉ số mỡ, biết được cái lượng cơ của mình protein thì cái phương pháp giảm cân này nó bằng con số, và con số này nhìn được nếu mọi người có cái chỉ số sẽ đo được thì tốt lắm. Còn mình á, nói thật ra mình còn muốn cho mọi người một ý nữa, mà thật ra sẽ khó cho mọi người vì sao, đo đường huyết và đo cholesterol máu để mọi người đánh giá luôn một lúc, cực kỳ hiệu quả, tốt đến mức như vậy đó các bạn. Còn giống như nãy mình nói, các nghiên cứu của Sen và tất cả là nghiên cứu gì, đo cái độ chống lại yếu tố độc trong cơ thể thì cái đó mới khó mình đo được, nhưng mà đường huyết đo được, máy đo được, rồi cholesterol máu thì xét nghiệm được, ví dụ như vậy đấy. Thế còn nếu mà các bạn đo luôn cái gọi là cái độ oxy hóa và cái gọi là chất oxy hóa và độ độc của cơ thể đó, thì giống như những nhà nghiên cứu tế bào, những nhà nghiên cứu miễn dịch thì họ mới mới nghiên cứu cái đó. Tốt mà, tốt, tại vì bên nói nãy là mấy cái đó là chứng minh hết á. Em thấy là hot có thể giúp em gửi lại cái đường link Zalo để mà các anh chị có thể soi vào được không ạ? Này là cùng nhau để gọi là chăm sóc sức khỏe, giảm cân này là nó như vậy đó. Thật ra là như vậy đó. Giống giống như bên là bữa ăn của bên là không bao giờ có bột ngọt bột nêm, ở bên trên hết mọi người đó. Thật sự là vậy luôn, và lúc đó mới cảm nhận được cái ngon của thực phẩm. Rồi thì mọi sau đó mọi người có thể quen một cái trạng thái mới đó, ăn uống là lành, tự nhiên mình ví dụ như giảm cân mình ăn sẽ nhẹ nhàng hơn, mình ăn sẽ nhạt muối hơn, rồi sau đó mình sẽ quen với cái vị giác mới đó, tốt tốt lắm đó. Rồi chẳng hỏi gì không? Chỉ muốn giảm 2 kg Dạ rồi, em gửi trên khung chat cái đường link đó, chị Trang join vào nha chị Trang. Dạ. Có hy vọng, có hy vọng. Rồi, em thấy ở đây hầu như là ai cũng bị cái tình trạng đó là cái mỡ bụng dưới sau khi sinh rất là nhiều. Các bạn làm vậy đi, thực ra
Cái này mình nghĩ rằng mình nói một lúc cũng hơi khó, chứ mà thật ra các bạn mà trong lúc sinh á, sinh xong á, là các bạn dùng chủ động rất tốt, vừa tốt cho sữa vừa tốt cho sức khỏe, đồng thời là cái lượng mỡ nó khó, nó bị ngăn cái sự tích tụ mỡ. Các bạn biết sao không? Mỡ nó tích tụ là khi nào? Là khi chúng ta ăn uống á, thì thường là phụ nữ mà sau sinh á, là vừa là cái cơ chế về liên quan nội tiết nè, liên quan đủ thứ hết, thì trong đó có một cái cơ chế nữa là bản thân người phụ nữ luôn luôn lo lắng là cho con mình là đủ sữa để có sức khỏe cho con mình bú chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta ăn 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 uống thì tất nhiên là có thể là đâu đó nó dư, nhưng mà nếu như mà dư, chỉ cần dư một chút qua gan thì cái phần dư đó nó sẽ tích thành mỡ, tức là giá nó cái mẫu đồ thị hình sin có một cái đường cắt ngang qua, mà nếu mình đã vượt trên cái tầm cao đó thì nó chuyển sang tích trữ, còn nó nằm dưới cái ranh giới đó, cái nồng độ gọi là nồng độ gluco thì nó sẽ không tích mỡ, cho nên mọi người sẽ bị cái tình trạng đó là chuyện thường, thường là gặp như vậy. Là nếu mình biết trước đó, mình chủ động, ví dụ như ăn uống làm sao cho cái bữa ăn mình nó có cái tức là cái đường mà cái lượng tải đường á nó không có bị quá đỉnh quá cao, mà nó đều 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 á, là chính cái đó không nó cũng đã giảm được cái cân nặng rồi. Có nghĩa là cân nặng là sự tích, mà tích để gì? Tích mỡ đó, chứ không phải cân nặng là giảm cân, là cứ giảm cân là giảm cân, mà giảm cân ở đây thực sự là trăm trăm giảm mỡ. Cho nên các bạn giảm được bao nhiêu cân á, thì thậm chí là cái số mỡ bạn giảm nó còn cao hơn cái số cân mà bạn giảm. Lý do là có những trường hợp nó sẽ tăng cơ, tại vì cái cách ăn của mình là giàu vitamin và giàu protein mà, và protein cân bằng chứ không phải là protein theo cái chế độ ăn mà gọi là low carb á, là có nghĩa là không ăn rồi carbohydrate nhưng mà ăn 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 là protein cao. À, mình không phải vậy, mình ăn cân bằng thôi. Rồi. Thành ra trường hợp mà đó là dùng là nên 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 áp dụng, thậm chí áp dụng chủ động. Chỉ có một cái là nếu con đang cho con bú ấy, thì mình cũng không nên đưa vô cái hành trình gọi, nhưng mà hành trình chủ động thôi, tức là ăn uống và thanh lọc á, là chủ động. Thì bản thân cái việc thanh lọc này nó đâu có, nó hoàn toàn tốt cho sức khỏe và tốt cho ngay cả, nó không ảnh hưởng tới sữa, thậm chí nó còn tốt cho sức khỏe mình thì nó tốt sữa rồi. Dạ rồi, cảm ơn bác Vinh rất là nhiều. Thì không biết hiện tại trong phòng Zoom của chúng ta còn 30 anh chị, còn ai có câu hỏi để đặt cho bác Vinh không ạ? Trước khi mọi người đặt câu hỏi thì em hỏi bác Vinh cái này chút xíu, tại vì là em có những cái khách hàng cũng đang trong quá trình giảm cân đó bác. Thì khách mấy những cái chị đó thì hay để ý tới mức độ như vậy nè. Trong quá trình mà người ta sử dụng tảo, sử dụng men của bên Robin mình á, thì khi mà người ta đi phân và người ta đi tiểu á, nó có một cái lớp màng mỏng ở trên cái nước tiểu và ở cái phân á bác. Thì cái đó có phải là cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của mình đào thải ra không ạ? Không, mỡ nó không đào thải theo cái nghĩa như vậy đâu, mình không hiểu. À, có lẽ là cái đó là hơi rất là dùng những cái anh không nghĩ là chỉ dùng tảo mà dùng cái gì khác nữa đó Vi, Dạ, có hiện thể là những tại cái thì mà nó bắt bắt giữ mỡ trực tiếp à. Còn cái của mình là đang đang dùng là cái nguyên lý của, ví dụ như vi sinh không thì và tảo thì nó đâu có như vậy, nó chỉ là phân tốt thôi, phân tốt không. phân thì không có nghe mùi, cũng phân cũng màu rất đẹp, màu vàng đẹp lắm, nhưng mà khi mà khách nói là nhìn xuống là thấy có một cái lớp váng như là lớp mỡ, màng mỡ ở trên cái nước các bác. Nhưng mà Vi nói là dùng dùng sản phẩm gì, tạo cái gì nữa? Men men vi sinh của mình dùng lắc liên gôn với lại tảo luôn bác. Thì trong quá trình xài thì như vậy, nhưng mà giảm có nghĩa là khách nói là khách khách thấy khách để ý là nó đào thải ra, nó giống giống như là À, họ nói là thực ra là cái cảm giác vậy thôi chứ cũng không đến mức vậy đâu bây giờ, nghĩa là riêng cái phân á, cái phân của cái người mà dùng lắc linh gôn hay là bayro lắc á, là nó sẽ vàng, nó vàng họ sẽ thấy khác mỗi ngày á. Rồi cái phần tan đó họ cái cảm nhận vậy, thì trong cái phân á, một phân xốp á, nó sẽ khác với phân mọi ngày là nó có thể nổi, bởi vì hiểu không, còn ngày xưa mà phân á, đi đâu là nó đi mất tiêu luôn,
và dạ, nó là cái phân gọi là phân nặng và thối. Thì hôm nay phân tốt hơn thay vì nó dễ nổi hơn. Đúng, dạ. Đúng rồi. Chứ còn kiểu cái như mỡ là nó nhẹ cho nên là đúng rồi, đúng rồi. Nãy mình có nói trong cái thử nghiệm là tăng cái lượng nước trong phân, tức là tăng cái sự xốp phân, mà đó là mục tiêu đấy. Tức là chị ấy đã thấy rõ và đang chứng minh cho chị ấy cái nguyên lý của cái phân tốt là đúng vậy luôn, là quá tốt luôn chứ không phải là tốt. Nhưng mà đừng có hiểu là thải mỡ theo cái cách người ta nói, hoặc là ví dụ như dùng vô nó thải độc ra nó phải đen hay là nó trắng nó đỏ gì không, cái đó là không phải. Dạ. Phân tốt và đường ruột tốt thì phân thải tốt, và phân điều đó mới chứng tỏ là đường ruột sạch, thì lúc đó học cái ống nội soi vô soi nó mới trơn láng đấy, chứ không có phải là vì cái lý giải là tích trữ mấy chục năm rồi thế này thế kia, không có, không phải như vậy. Dạ. Cho nên cứ vừa thấy là nghĩ tới mỡ là không đúng. Mà nó bắt giữ mỡ và nó tạo khối và xốp, và mình sẽ không nhận ra điều đó. Mình chỉ thấy là phân nó xốp, nó mềm và nó vàng và nó nổi dễ hơn. Rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Dạ, tức là hiểu nhầm, hả? Đúng mà hiểu nhầm. Dạ. Dạ rồi, ở đây có một câu hỏi cho chị Thanh, đó là cái giai đoạn mà chị đào thải mỡ cứng thì mất bao nhiêu ngày ạ? Chị Thanh mở mic được chưa ạ? Chị đeo cầm viên. Nãy giờ mở 2-3 lần không được. Dạ rồi. Rồi, bây giờ em cái câu hỏi đó em nhắc lại dùm chị cái đi. Dạ, cái giai đoạn mà chị đào thải cái mỡ cứng thì thường mất bao nhiêu ngày hả chị? Rồi, cái này nó cũng liên quan đến cái cân nặng. Cho nên là cả nhà để ý nha. Khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn mà chuyển hóa mở lỏng đó, thì cái cân nặng của mình nó sẽ dần dần nó giảm, nó sẽ giảm ít. Đợi chị chút xíu. Khi mà nó giảm ít rồi á, thì khoan đợi chút xíu nha. Khi nó giảm ít á, thì lúc tự nhiên nó đứng cân. Mọi người có để ý vậy không? Nó đứng cân, ví dụ như một ngày đứng cân, một ngày thứ hai đứng cân, thì lúc đó mình mới bắt đầu chuyển qua là cái giai đoạn chuyển hóa mỡ cứng. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái mỡ lỏng đó, các bạn ví nó như là cái tiền mặt vậy đó. Thanh cũng hay ví von như vậy cho mọi người dễ nhớ. Nó giống như là tiền mặt vậy đó. Mình xài hết tiền mặt rồi thì bây giờ mình phải đi rút tiền ngân hàng, đúng không ạ? Và cái tiền ngân hàng đó chính là cái mỡ cứng của mình đó. Vì khi chúng ta thấy đứng cân là chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn là chuyển hóa mỡ cứng ngay. Bởi vì khi đó nó rất cần lấy cái mỡ cứng ra để nó tạo năng lượng nuôi cơ thể đây, đúng không ạ? Để cơ thể hoạt động. Vậy thì ngay lập tức chuyển qua cái chế độ ăn triệt để là không nhai đó. Mà không nhai như vậy thường là 3 ngày là maximum nha. Nếu mà chúng ta để qua bài thứ 4 thì có thể là cơ thể của chúng ta nó không quen được. Thành ra thường á, Thanh cũng khuyên khách hàng là cái giai đoạn mà đào thải, giai đoạn chuyển hóa mỡ cứng nên trong 3 ngày. Rồi lúc đó các bạn sẽ đo, mọi người sẽ đo và thấy rằng cái mỡ lỏng của mình đó bắt đầu nó tăng lên. Đừng có ngạc nhiên nha. Chỉ số mỡ trong cái cơ thể của mình thời điểm đó tự nhiên sao mình thấy tăng lên. Tại sao cái giai đoạn 2 mình thấy nó giảm, cái qua giai đoạn 3 tự nhiên mình thấy nó tăng lên? Bởi vì sao? Từ cái mỡ cứng nó chuyển hóa sang mỡ lỏng rồi. Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái giai đoạn 4 là giai đoạn đào thải mỡ mới phát sinh. Đó cả nhà nha. Thì bắt đầu mình tiếp tục là mình đào thải tiếp, mình cân nặng nó sẽ bắt đầu nó giảm tiếp và giảm đến một cái giai đoạn nó kiệt mỡ lỏng rồi thì nó lại đứng cân tiếp nha. Đó. Và nếu như chúng ta đã đạt được mục tiêu cân nặng xong rồi, đạt được cái chỉ số mỡ trong cơ thể đúng chuẩn của mình rồi, thì mình lại chuyển sang cái giai đoạn là tăng cơ. Đó, nó là như vậy đó.
Đúng rồi. Thì các bạn để ý trong cái mà mình ghi trong slide cái đoạn cuối á, là bắt đầu mình hòa nhập vô cái giảm gọi là thải mở lỏng tiếp tục, thì cái đó là như Thanh nói y như vậy đó, có nghĩa là mình đang đang làm một cái đoạn để cho làm mẫu cho các bạn là 21 ngày. Thì mình nghĩ rằng nếu mà nhanh quá thì có những người sẽ không kịp, mà dài quá thì đôi khi các bạn sẽ tuân thủ nó tức là nó không có đồng bộ á, thành ra mình mới đưa cho các bạn một cái hành trình, và sau đó cái hành trình đó chính là cái hành trình tốt cho sức khỏe đó. Chính các bạn, ví dụ như các bạn ở đây là trong Zoom mình, ví dụ như chắc này phải tương tác với anh Sơn đi, rồi bật máy lên Sơn này, phải bắt lên mới được là anh này đang làm, anh đang làm cái hành trình tiếp theo nè. Rồi chào anh Vinh, chào mọi người ạ. Đó, tức là cho mọi người hiểu chính mình. Và cái này thật ra nó như là một cái phương pháp chữa bệnh đó. Thật sự là vậy đó các bạn. Đúng không? Đúng anh Sơn? Đúng không? Anh cảm nhận đúng không? Đúng rồi anh. Tại vì đúng cái này luôn. Đấy. Không riêng gì mình giảm cân mà mình thấy cái đường ruột, cái hệ vi sinh vật đường ruột mình cải thiện rất là tốt. Ngoài ra thì nói thì không biết là những người khác như thế nào, mà em thấy cái da của mình này, nó cũng có cải thiện. Thì thứ hai nữa là cái có những thời điểm mà như lúc nãy là chị Thanh có chia sẻ đó, là cái số cân của mình nó đứng, mặc dù mình ăn vẫn đảm bảo nhưng mà cái vòng bụng mình nó là giảm. Thì lần này thì em cũng trải nghiệm là cũng đưa qua các thử thách, thì mình cảm nhận được là nếu mà chấp hành tốt theo hướng dẫn của dược sĩ Vinh cũng như Bất Diễm hoặc là chị Thanh chia sẻ, thì em cũng có một bạn là khách hàng thì vẫn cũng giảm rất tốt. 3 ngày thì bạn giảm được khoảng hơn 3 cm và số cân cũng giảm lần. Tại vì khi mới đầu vô thì mọi người nghe cái phương pháp của mình thì họ lo lắng, tại vì trước đó khi những người mà giảm cân có cân rồi thì họ giảm rất là nhiều phương pháp đó, thì họ không thấy nó hiệu quả. Thì khi mình chia sẻ cách cái giảm cân của mình đó, thì họ có cũng lo lắng, thì mình cũng chia sẻ cách để họ biết. Thế thì có bạn hôm nay vẫn không kịp tham gia Zoom hôm nay, nhưng mà cái số liệu của bạn tham gia 3 ngày đầu đó, thì nó đã có cái số liệu rất là rõ nét. Có những lúc mà mình bạn ấy lo lắng sau mà nó số cân nó thế này hoặc là vòng bụng kia, thì mình hỏi là y chang là bạn lo lắng về giảm số cân này hoặc là gia đình này, hoặc là công việc trên cơ quan nó có vấn đề gì, thì mình hỏi là bạn nói y như vậy. Thì đó là một cái phần mà tăng cân, là trong đó là một trong những phần mà như chị Dân Thanh chia sẻ là mình lo lắng là stress hay là gì đó, thì nó cũng một phần để mà mình có tăng cân trở lại. Thì em trải nghiệm mà cùng với khách hàng cũng một số bạn xung quanh thì thấy cái vấn đề nó là có diễn ra. Cho nên là để mà có giảm cân hiệu quả nhất thì chúng ta không còn cách nào khác là tuân thủ cái bữa ăn, thì nó sẽ rõ nét. Và sau 21 ngày cái đợt đầu em tham gia thì em thấy rằng là nó hình thành cho mình một cái thói quen luôn. Lần sau nếu mình tiếp tục tham gia nữa hay không thì nó hình thành thói quen ăn uống rồi, nó có bữa ăn lành mạnh rồi, thì mình tự cảm nhận được và mình biết hạn chế những cái thức ăn mà nó giúp cho mình tăng cân, hoặc là những cái lối sống hàng ngày mà nó sẽ làm cho mình tăng cân nữa. Ngược lại thì đó là những cái trải nghiệm mà em đã trải nghiệm rồi và đang tiếp tục trải nghiệm trong hành trình tiếp của mình. Rồi. Hay quá anh Sơn. Lúc trước thì vào cái những ngày đầu tiên là mình gặp nhau đó, thì anh Sơn cũng có băn khoăn là mình ăn ở bên ngoài không biết là có theo liệu trình được hay không, đúng không ạ? Nhưng mà giờ là qua một cái liệu trình và bước qua một cái giai đoạn thứ hai thì đúng như anh Sơn nói là mình đã tạo thành một cái thói quen. Nhiều khi mà mình không có điều kiện để mình ăn cái chế độ ăn mà nó tốt cho cơ thể đó, mình cảm thấy nó bức rứt, nó ái nấy vô cùng luôn đó cả nhà. Cho nên là đây là một cái chương trình mà Thanh nghĩ rất là hữu ích luôn, bởi vì 21 ngày nó vừa tạo đủ cho chúng ta một thói quen tốt. Cảm ơn anh Vinh cũng như cảm ơn cái ekip công ty Orifarmex rất nhiều luôn, đã làm được một cái chương trình rất là hữu ích cho cộng đồng. Thanh nghĩ là như vậy. Hồi nãy anh Sơn có chia sẻ một cái ý mà nó nằm trong cái nghiên cứu luôn đó. Có nghĩa là cái người mà gọi là có cái căng thẳng stress ấy, thì nó tạo ra cái yếu tố là oxy hóa stress.
thì cái yếu tố này nó thúc đẩy tích trữ mỡ. Tại vì cơ thể chúng ta nó có một cơ chế mà thực ra kỳ diệu chứ không phải là bình thường, tức là nó tạo mỡ để nó chống lại các cái phản ứng. À, nhưng mà đó đó là sự bất thường ở chỗ là mình không cần nó. À, nhưng mà cơ thể tự tự nó bảo vệ nó bằng cách từ đó đó. Đó là một trong những cái chế cốt lõi của cái, tức là cái chế tại sao những người mà béo phì là những người mệt mỏi nhiều. Rồi chẳng hạn như thức đêm thức khuya rồi các thứ đó, đâu phải là vì vậy mà ốm đâu các bạn. Mà nó bà mập ở đâu? Mập bụng không á. Nó cứ vậy đó. Nhiều khi cơ thì nó thiếu, bụng thì nó lên. Đó là như vậy đó, nó có cơ chế của nó hết. Nó là có nghe cái gì trái với cái tốt và cái tự nhiên nó sẽ mất cân bằng. Thì béo phì là một hay là tích mỡ chẳng qua là một cơ chế mất cân bằng. Cho nên chúng ta biết được, ta hiểu được thì chúng ta sửa chữa. Rồi còn cái nữa là ví dụ như mình cũng kiêng khem thì ở đây đâu mình có bảo kiêng khem cái gì, chẳng qua là mình hiểu được nguyên lý để mình điều chỉnh thôi. À, ví dụ như kể cả năng lượng cũng vậy, nhưng mà khi điều chỉnh năng lượng thì mình lại tăng những cái thứ mà nó tốt cho cái hoạt động chuyển hóa của mình. Mà nhờ vậy á, là mình giảm cân đến đâu là mình đang làm thực đến đó, chứ không phải là chúng ta ta không ăn thì tất nhiên cái ruột chúng ta nó rỗng. Ruột rỗng thì giảm cân, mà đây mình đều đặn mỗi ngày như vậy, mà mình cân là cân vào buổi sáng nữa, lúc bụng rỗng là giống nhau đúng không các bạn? Còn người ta là thải ra rồi xong rồi cân rồi đại khái như vậy thì nó không hợp lý. Tại vì nếu như vậy chỉ cần ta ăn một ngày thở lên một ký đó là kiểu như vậy. Tức là cái lượng thức ăn nhiều khi nó chứa trong cái dạ dày, trong cái đường ruột á, cũng tính bằng gram, 100 gram bằng ký chứ đâu có bình thường đâu, đúng không các bạn? Nguyên lý nó vậy mà. Rồi còn cái nữa là mình cũng hiểu được cái nguyên lý rồi, mình sẽ giải quyết được cái gọi là cái nguyên lý để chống lại cái tích trữ và gây bệnh. Ví dụ như là chẳng hạn như chúng ta tiếp khách đi, thì chúng ta tiếp khách thì rõ ràng chúng ta phải hơi bị xả chút xíu. Thì chúng ta dùng cái cơ chế mà giống như cái cách chúng ta đang áp dụng đó, chúng ta điều chỉnh lại những ngày sau đó. Đặc biệt là cái gì các bạn? Ở đây còn nghiên cứu ra một cái chuyện này hơi bật mí chút xíu, là probiotic nó giảm cái chuyển hóa ancol, tức là làm tăng cái chuyển hóa ancol để mà thải độc gan. Đấy. Thí dụ uống rượu mình sẽ dùng nó trước mà dùng nó sau, thì cái thải độc á nó sẽ rất mạnh. Thải độc mà gọi là cái nó tạo ra cái bên trong nó chuyển hóa sang cái acetaldehyde là nó gây độc á. Đấy. Thì nó sẽ giảm cái đó luôn. Cho nên bữa trước anh Sơn có đi uống bia về thấy sao thấy cũng khỏe re là vậy đó. Cái này nói để hiểu rằng cái nguyên lý nó giải độc gan. Nguyên lý trong cái phần giải độc gan và chống lại cái yếu tố gọi là bất lợi là yếu tố viêm. Còn trên đường ruột thì dĩ nhiên rồi, mình uống bia uống rượu thì dễ bị rối loạn đường ruột, hay là mình ăn thức ăn lạ thì cái đó đương nhiên, nhưng mà ý mình nói góc khác của cái lợi ích của chính cái vi khuẩn, tức là nó không phải là gì xa lạ đâu, nó chính là cái thành tố tốt của con người mình, trong đó là cái thành tố là về thải độc. Thì bản thân nó là chẳng qua là mình dùng nó bổ sung để nó tăng nó tối ưu hơn. Bình thường mình có thể là mình không dùng thì cũng, nếu đường ruột mình tốt cũng ok, nhưng vấn đề là thì cũng hơi khó để mình có được cái tốt nhất. Nó vậy đó, bản thân cái cuộc sống nó vậy mà, nó cái quy luật mà nó ngày càng dạo, nên chúng ta chủ động chăm sóc được là tốt nhất. Rồi ở đây có một câu hỏi của chị Thanh Thúy, đó là chị muốn giảm mỡ bụng thôi, nhưng mà mỗi lần giảm cân thì chị giảm luôn cả mặt, cả mông, cả đùi. Thì bây giờ có cách nào để chỉ giảm được mỡ bụng thôi không ạ? Thì cũng phải, mỡ bụng nó cũng có số ký của mỡ bụng. Cho nên giảm mỡ bụng á là nó phải tụt cân. Nhưng mà tụt cân trong nguyên lý này là hoàn toàn là tuân theo nguyên lý là tăng cường sức khỏe. Cho nên sau đó mình có cái hành trình gọi là tăng cơ. Đấy. Giống như Thanh nói lúc nãy, các bạn. Thật ra có một số bạn, thậm chí là BMI có, nãy mình có thấy trong cái bảng nãy mình có một cái đoạn, một cái chỗ, một cái dòng.
là các bạn âm âm tức là âm tức là tăng cân, nhưng mà vẫn giảm được 4 cm vòng bụng đó, đây là đợt một. Còn đợt hai hình như giảm thêm mấy cm nữa, hình như giờ tổng cộng là giảm được 6-7 cm ví dụ như vậy. Có nghĩa là chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận một cái đoạn là chúng ta giảm cân chứ chứ hơi chứ 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 tôi muốn ta giảm cái mỡ, cái phần cứng đó làm sao mà không giảm cái trọng lượng các bạn, tại vì nó đang đóng góp cho cái trọng lượng của chúng ta mà. Rồi sau đó cái phần mà gọi là tăng cơ đó, tăng cơ là một hành trình chứ đâu phải là tức là giảm mỡ là chúng ta dùng cái cơ chế để giảm, nhưng mà tăng cơ là chúng ta gọi là cái sự xây đắp. Sự xây đắp là nó phải đi một cái hành trình sau đó. Rồi sau đó các bạn sẽ không dễ tăng mỡ, vậy các bạn biết sao? Muốn tăng mỡ thì mình ăn ăn bị sai lệch nhiều nó mới tăng mỡ, giống như gọi là nó có cái đoạn gọi là tạo nên cái đỉnh đường dư, thì lúc đó nó mới cắt cái phần dư đó nó chuyển sang mỡ, và khi đó mỡ thì cũng có thể là ở trạng thái mỡ lỏng, nó cũng rất dễ đào thải. Chừng nào mà cái mỡ đó nó tích vào mô thì nó mỡ cứng rất khó. Còn mình đang thấy cái B cụ thể là đang đang cứng đang dư thì nó là mỡ cứng rồi đó, cho nên buộc lòng phải bỏ cái đó. Mà thậm chí là khi mình đo lên mình biết là mình có thể dư bao nhiêu thì mình bỏ, có thể tính bằng ký à. Nên có thể mình chấp nhận dư giảm 1-2 ký rồi sau đó mình điều chỉnh lại và mình tăng dần từng từng trăm gram một lên, để rồi sau đó là vòng bụng vẫn không tăng thì lúc đó là mình đạt được mục tiêu à. Còn nếu mình không giảm thì mình rất khó đạt mục tiêu, vì mình không gỡ bằng đó thì mình đo nó còn nằm đó mà à. Mặc dù có thể là mình tăng cơ nhưng cái vòng đó mà không giảm, muốn đẹp á, muốn đẹp á thì phải giảm rồi. Nhưng mà giảm ở đây là mình vẫn khỏe mà, thậm chí sau 3 ngày đó là mình trở nên là mọi cái cơ thể mình thanh lọc sạch sẽ, mình sau đó cái hoạt động năng lượng của mình nó hiệu quả hơn, nó vui, ăn ít mà hiệu quả hơn, năng lượng hơn, ví dụ như vậy. Rồi Vâng, cảm ơn bác Vinh rất là nhiều, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. À, thì không biết hiện tại còn 27 anh chị ở trong phòng Zoom, còn ai còn câu hỏi cho bác Vinh và chị Thanh nữa không ạ? Dạ rồi, nếu như mà chúng ta không còn câu hỏi thì mọi người có thể mở mic chào nhau và chúc nhau ngủ ngon nha. Cảm ơn ekip ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. rồi cảm ơn MC VV, cảm ơn Dược Sĩ Thanh, rồi gửi lời cảm ơn tất cả mọi người.